quý, kính thưa các cụ cao niên, kính thưa toàn thể các cụ về dự kỷ niệm 33 năm ngày quốc tế người có tuổi mùng 1 tháng 10. Kính thưa các ông bà, các cụ về dự kỷ niệm 33 năm ngày quốc tế người có tuổi, năm 2023 Liên Hợp Quốc kỷ niệm lần thứ 33 ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 năm 1991, mùng 1 tháng 10 năm 2023. Ở Việt Nam, vào dịp tháng 10 có các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Hôm nay, Hội Người Cao Tuổi phường Thiên Nội tổ chức buổi giao lưu văn nghệ chào mừng ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và tháng hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2023. Về dự và động viên cổ vũ chỉ đạo hội nghị, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Huyền, bí thư ban chấp hành đảng bộ, chủ tịch hội đồng nhân dân phường, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chúc mừng. Trân trọng giới thiệu ông Đinh Văn Cảnh, phó bí thư thường trực đảng ủy, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu ông Vũ Tân Rộng, phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân phường, cùng các ông bà trong ban thường vụ đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc phường, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Về dự có các đại biểu khách quý cùng các cụ cao niên, các ông các bà trong ban chấp hành hội người cao tuổi đã về dự đông đủ, đề nghị hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa hội nghị, thực hiện công văn số 82 ngày 19 tháng 9 năm 2023 của ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh Hà Nam và công văn số 06 ngày 20 tháng 9 2023 của ban đại diện hội người cao tuổi thị xã Duy Tiên về việc tuyên truyền ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023, được sự cho phép của đảng ủy, hội đồng, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc phường, hội người cao tuổi tổ chức buổi giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 do Trung ương Hội phát động. Qua đây thể hiện nội dung đề cương tuyên truyền nhằm cho hội viên và người cao tuổi nhận thức về ý nghĩa ngày quốc tế người cao tuổi và tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân đánh giá cao những đóng góp mà người cao tuổi đã làm cho xã hội. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản thực hiện liên quan đến người cao tuổi và kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chung tay chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Hàng năm được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tham gia tháng hành động vì người cao tuổi và tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi, thăm hỏi động viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ. Đây là thể hiện sự quan tâm chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, đồng thời động viên người cao tuổi phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, xây dựng phong trào của địa phương hưởng ứng kỷ niệm 33 năm ngày quốc tế người cao tuổi và tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023. Hội người cao tuổi tổ chức các hoạt động thiết thực phù hợp với hoạt động người cao tuổi, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong chương trình sống vui sống khỏe. Với phong trào tiếng hát người cao tuổi là chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng ngày quốc tế người cao tuổi và hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023. Với tinh thần đó, thay mặt ban chấp hành hội người cao tuổi phường xin khai mạc buổi giao lưu văn nghệ kỷ niệm 33 năm ngày quốc tế người cao tuổi và tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023. Xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Chúc
buổi kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.